Khi mà vẽ nền thì anh rất hay dùng những màu ấm, kể cả tranh nó có màu lạnh như thế nào nữa. Khi mà mình vẽ nền bằng một cái màu như là màu nâu sữa chẳng hạn, thì lúc mà mình đè màu lên thì nó vẫn sẽ có một chút âm hưởng của những cái góc ngang ấm, nên là kể cả những cái bức nó lạnh lẽo đến mấy thì nó vẫn còn cái tính con người. Nhưng mà đấy là chủ đích của anh thôi, còn những người mà điên điên như kiểu Francis Bacon chẳng hạn thì sẽ không chọn đâu kiểu như này, mặc dù ông ấy cũng có xăng dầu. Nhưng mà anh khá chắc là Francis Bacon cũng không vẽ nền, anh ấy giải thẳng lên thôi. Nói chung là sơn dầu là một chất khó chịu. Luyện skill không cần phải có tiền. Không cần tiền. Đánh cho có đấy. Lấy thử một bài mà anh chơi đi. Nà. Mà anh tự sáng tác đi, thân. Sáng tác? Nà. Tạm nghỉ nhỉ. Cà phê không? Let's go. 10 phút. Hay là sơn dầu. Tự sạch. Rồi nó cũng phải dạo lại tí, giờ nó già rồi nhưng lâu nay nè. Trước thì nó cũng là một cây coi như là chuyên đi coi như MC của đám cưới ở quê mà. Nhưng giờ thì nó dần dần nó hết mùa. Nó khó. Qua bảo anh đấy bảo cái gì là mày đưa bác về đây coi như là bác chơi thử lại chống, nhưng bác có nhớ được không? Cái này à, anh hay đi vẽ biểu hiện đúng không? Không hẳn. Biểu hiện thật ra thì nói nhầm là nghệ thuật ấy thì sau cùng nó cũng chẳng quan trọng nó là cái trường phái biểu hiện nó hay là nó là biểu chủ tượng hay nó là ấn tượng hay nó là hiện thực, nó chẳng quan trọng ấy. Anh vẽ tại vì anh thích vẽ và anh cũng không quan tâm là anh vẽ cái trường phái ấy. Anh biết là anh đang vẽ biểu hiện nhưng mà mấy năm sau biết đâu anh vẽ hiện thực. Nghệ thuật thì cái quan trọng nhất đó là nó phải là nghệ thuật của mình và nó là do mình nói ra. Thế thôi.
Em nhìn trong này có đặt piano không? Đây phòng em anh. Đánh tí. Ôi thật là gớt. Tháng 11 phải mở một triển lãm Classy Figures. Đây là dáng hình thủy tinh đúng không? Ờ. Ý nghĩa của dáng hình thủy tinh là gì? Anh có thể nói rất nhiều về ý nghĩa. Tức là nói về thủy tinh nó là gì? Nó trong suốt, nó trống rỗng bên trong, nhưng mà nó lại rất là đặc. Nó, mình cầm được nó. Và mình có thể biến nó thành bất cứ cái thứ gì mình muốn. Nhưng mà nói về nghĩa là gì? Chả được cái gì cả. Ý nghĩa thì sao? Ý nghĩa nó cũng chỉ là ý nghĩa thôi. Còn thì tại sao anh làm thằng thủy tinh thì có thật anh có quan tâm ý nghĩa nó là gì đâu. Mà thực ra ý nghĩa ban đầu cũng chả có. Ý nghĩa ban đầu nó là kiểu tôi buồn tôi vẽ. Nó không quan trọng nữa. Anh có thể nói về ý nghĩa của nó. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ là cái triển lãm nó vượt trên cái ý nghĩa rồi. Nó là một thứ khác. Người ta nhắc về nó không phải là vì ý nghĩa của nó. Người ta nhắc về nó thì nó là một sự kiện. Cái gì? À thế đi. Cà phê. Đánh cho ạ. Vậy cho thầy hỏi đây là xin nước lọc hay là xin cà phê? Xin cà phê. Cái gì nghe, lên đây tặng hai đứa nghe bài này. Mẹ định chỉnh vào cái chuột ra sang. Sáng nay em đi gặp nha sĩ. Bác sĩ bảo sao mày không điều răng, chính vị bác sĩ ấy 3 năm trước bảo răng mày không được điều. Này, không để cái cốc đấy, không tí nó được để to ba này. Cái việc mà và nó in test mỗi lần cái việc mà mình nhớ là bằng cái trường hình thức với cả là bài của nó thì nó giống kiểu bị anh hát cái bài gì nhỉ? Nó cái gì kiểm tra của Justin Bieber ngày xưa. Mấy cái ý này nó rõ. Tại vì dù ngày xưa Justin là bài đấy là mới, cái bạn mà đang yêu cầu nó có. Hôm trước mưa em thấy là nó rơi. Tức là kiểu sau cái bài thì sao lên hình đừng làm anh trông nghiện ngập vào được. Anh là kiểu
cố vấn của anh Long Hải đúng không? Ừ, có thể nói anh là cố vấn của Long Hải, mentor trong cái quá trình mà xây dựng chiến lược về phát triển con đường nghệ thuật của Hải. Buổi đầu tiên gặp Long Hải thì Long Hải khá là ít nói, nhưng mà đôi mắt hoạt động khá là mạnh mẽ. Anh có thể thấy là Long Hải thiên vị đôi mắt và dùng chỉ số quan sát nhiều. Và tiếp theo đó thì Hải có cho anh xem những cái tác phẩm của Hải, những cái artwork trước đây mà Hải được thực hành nghệ thuật. Thế anh cảm thấy là Hải có một cái nỗi trăn trở trong cái việc khám phá cái hội họa thuộc về mình. Thì anh nhớ lần đầu tiên khi mà Hải chia sẻ với anh thì những thứ Hải Hải nói về ví dụ những cái trải nghiệm đời sống này, hay những cái mà bạn ấy quan tâm, bạn ấy nghe, đọc và nhìn, cũng là chia sẻ về một cái đời sống của một cậu học sinh ở giai đoạn là 15 đến 18, đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Thì cái mà cậu ấy miêu tả, nó từ đời sống cho đến cái bao quát hơn là một cái Hà Nội thu nhỏ cậu ý. Nó rất khác biệt, nó thuyết phục anh ở chỗ là Hà Nội trong cậu ấy nó rất là chaos, nó rất là hỗn loạn, nhưng mà nó cũng có một cái nét bình yên. Đây là một cái khía cạnh mà anh thấy nó rất là thú vị, bởi vì là đa số những cái bạn ở tuổi này đều để khai thác Hà Nội một cách nó rất là thơ. Nhưng mà đối với anh là một cái người mà cũng đã sinh sống tại Hà Nội hơn 20 năm rồi và cũng có một cái cảm nhận riêng, thì anh thấy là những cái cảm nhận này là nó rất là đời thực, và một cái khía cạnh mà anh thấy là chưa bạn nào ở độ tuổi của Hải là khai thác nó cả. Cái tranh có vẽ đó. Tranh nào? Tranh đang vẽ. Vẽ? Hello. Em Minh sẽ vẽ nhưng mà anh ghét sơn màu. Nó bị mùi. Ghét sơn dầu thì sao còn lại sơn dầu? Chúng mình có cần yêu cái thứ gì đấy để tiếp tục ở bên nó đâu. Ôi thật là gớt. Khỏi meta. Bưng Khả, đấy có phải Bưng Khả không? Có phải nó là một dấu phẩy hay một dấu chấm? Dạ. Anh với bức tranh đấy anh không thấy nó, không tìm được cái hào hứng khi mình vẽ nó nữa. Và thế anh quyết định dừng. Dạ. Tốn thời gian.
Anh nghĩ đó chính là Kurt Cobain. Lao đầu vào. Oh, it's raining. Oh, fantastic, em ngủ. Anh thích rain ấy, nghe nó foley nhỉ. Phỏng vấn thêm 40 phút nữa thành tổ tập kiểu podcast. We can do a podcast. Oh, we can? Okay. Yes, we can. Okay, let's go. Anh nghĩ có một cái điểm hiểu nhầm gì lớn nhất của những người không phải là nghệ sĩ cho những người là nghệ sĩ? Hiểu nhầm lớn nhất á? Người nghệ sĩ. Có rất nhiều đấy. Hiểu nhầm lớn nhất đó là họ nghĩ nghệ thuật không có xấu không có đẹp. Họ nghĩ là nghệ thuật thì xấu cũng được, miễn là bán ra tiền. Họ nghĩ là xấu mới là đẹp, đẹp chưa chắc là xấu. Trong cái thời kỳ hiện đại ngày nay thì thật sự là cái việc mà giới trẻ cũng nhờ cộng đồng nói chung, họ bắt đầu đi tìm hiểu nghệ thuật, họ thích đi xem triển lãm. Nó đang, anh cảm thấy hơi bão hòa. Anh ủng hộ việc đi xem triển lãm. Ý anh là có một cái nó rất nguy hiểm ở xã hội hiện nay, đó là không có cái gì nó là cái gì, không có đẹp, không có xấu. Nghệ thuật làm gì có xấu đẹp. Anh nghĩ đấy là một cái sự là nguy hiểm. Tại vì nếu một con người, người ta không biết thế nào là xấu, thế nào là đẹp, thì anh nghĩ đó là một cái khiếm khuyết rất là nặng nề. Thế Hải có thấy mình như là một nghệ sĩ có nghĩa vụ để, hoặc là có sứ mệnh để nói về cái thế hệ này là nghệ thuật nó là cái gì? Có, chắc chắn. Anh ai cảm thấy anh muốn là tất cả những nghệ sĩ lứa anh nên như thế. Phải biết thế nào? Phải, đầu tiên là phải biết thế nào là đẹp. Giáo dục, xong rồi sẽ giáo dục người ta cái đẹp nó là gì. Anh không đồng ý với việc là nghệ thuật không có xấu đẹp. Không có. Nghệ thuật bản chất của nó là cái con đường đi tìm cái đẹp mà. Thế nên mà có chân thiện mỹ. Nên là không muốn giữ cái đấy đâu. Phải đi vào cái đẹp. Phải biết cái đẹp là gì. Điều gì Hải nghĩ là nó khác biệt giữa một người họa sĩ và một người không phải là một người họa sĩ? Ok, một người nghệ sĩ mà không phải một người nghệ sĩ. Nghệ sĩ? Nghệ sĩ là gì? Nghệ sĩ là những người hỏi câu nghệ sĩ là gì? Nói như thế nó hơi trừu tượng nhỉ? Ý anh là người nghệ sĩ, những người artist, những người gọi là người lãng mạn, họ đi tìm, họ rất có một cái ý thức về bản thân mình và họ luôn luôn hỏi mình là cái gì, tại sao mình làm những thứ mình làm. Để là bước đầu tiên để trở thành một nghệ sĩ, anh chỉ đơn giản là thế thôi. Mình hỏi tại sao mình đang ngồi trên cái ghế này, tại sao mình làm những cái thứ mình làm. Nghệ sĩ là người như thế. Có những người cả đời họ không cần phải hỏi và họ tìm được hạnh phúc ở mình trong những việc rất là khác. Họ không cần phải tìm xem là liệu hư vô đúng không, liệu hiện sinh nó có ý nghĩa gì trong thế kỷ 21 hay là thế nào. Họ không cần. Họ chỉ cần có cơm áo gạo tiền, họ cưới vợ, họ tìm được tình yêu, thế là đủ. Không sao cả. Có gì đúng, có gì sai đâu. Có những người thì họ chỉ theo đuổi thành công. Họ muốn làm được rất nhiều, họ muốn để lại rất là nhiều. Nhưng mà mình đang nói về nghệ sĩ. Nghệ sĩ là những người đặt câu hỏi.
Thế vì sao Hải làm những điều này? Nếu mà Hải là một nghệ sĩ, trả lời được thì tốt. Thế nên vẫn phải làm nghệ sĩ để biết. Sau 5 năm Hải thấy mình có con người như nào? 5 năm à? Xa đó. Sau 5 năm có tuổi, 5 năm là 23 tuổi, 23 tuổi. Chứ mẹ. Thế sau 1 năm, Hải thấy mình là con người như nào? Một con người. Sao nhỉ? Giờ cần phải nghĩ ấy. No idea. Actually no idea. Thank you.